Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem con Kobeco này SK120 làm bờ đùng. Để mình ra tới gần xe mình quay cho các bạn xem ha. Chờ mời các bạn theo chân mình ha. Đây là cái bờ đùng nha các bạn. Mình quay cho các bạn về xem như thế này dễ xem hơn. Đó. Đây là sản phẩm của anh Kobeco này, anh mới làm xong rồi nha các bạn. Đây là mặt bằng anh mới làm xong nè mọi người. Rồi anh gấp dĩ anh dê ra để anh làm mặt bằng cái này. Cái này xình lại lắm các bạn. Ở đây vùng này là vùng ruộng muối nên nó sình ghê lắm nha các bạn. Lấy cái này không đủ ánh sáng rồi. Giờ anh lấy cái dĩ lên. Lót đường đi các bạn, nếu không sẽ lún xe. Cái này là do người ta làm ăn ca nên người ta chỉ làm ga nhỏ thôi nha các bạn. Còn người ta làm nước khoáng thì người ta sẽ làm khác. Trời, hôm nay nó mờ quá. Thank you.
ta làm cái nền này là để chứa cái muối, giống như cái đống muối đen kia đó mọi người, để cho nó khô rồi ta sẽ làm cái nền muối đó. Bữa nay nữa xong rồi. Bữa nay xong. Rồi đánh qua đây nữa là xong. Xịn mà nó làm về tương đối cũng đẹp thôi chứ. Đẹp. Anh biết anh làm ao tôm trên đó, nó làm cho tụi anh không nào khoảng 600 triệu. Cào ao tôm đó đó. À. Con bò hai đó. Đậu đó còn 600 triệu, thì tôi hai chiếc. Chỗ nào hả? Còn hai hả? À, còn hai hả? Còn đó, còn chỗ bây giờ đó. Dạ. Đậu, đậu đó là hết 600 triệu thì tôi quê không? Anh nghiêng nghiêng xe, anh sợ cái gì á, anh sợ lúng á. Đi đâu rồi con bà đi nghỉ sao? Làm sình nè là nó có dĩ hết mà. Trời mình nay cũng mù cũng ghê rồi. Mù lắm rồi. Đang làm nửa chừng cái đây là mấy đây làm một cái hồ hộp sự luôn. À. Xe cũng mạnh ghê ha, hai chân nó cũng mạnh ghê chứ, kiểu đó mà nó không cần bấm gào gì luôn. Cái này là mình đắp cái nền muối hả? Đắp dư đưa nên cứ làm đó. À, làm nền muối chứa muối. Mấy này nó chuyên làm, mình chỉ cần nói sơ qua làm chứ đâu cần sửa gì đâu không? Cứ nói rồi làm cho tôi như vậy. Bây giờ là xe đang trong tình thế là sắp sửa lầy nha mọi người, nên ảnh tìm cách ảnh leo lên trước. Giờ ảnh gấp dĩ, ảnh sửa thấy xe đi cho bằng lại, ảnh leo lên trước mới dám làm, chứ đứng kiểu đó không dám đứng nữa.
người, chân nó khỏe đấy. Lầy ghê. Lầy quá, anh kiếm đường anh leo lên. Kiếm đường anh lên trước anh mới sửa sau. Lầy quá, lầy quá. Cuối cùng anh cũng leo lên được khỏi cái đám lầy này mọi người. Ủa đầu mương qua tới bên đó luôn hả chú? Cái mương nước qua. À. Thành nước. Hay đầu nước. Nó làm vậy rồi lát nó đi lên đường nào? Qua bển người nhân cũng che cho lạnh mất. À. Được áo nước nó khô. Áo bên nào nó khô. À, đây là video nói về cảnh làm dung tôm á mọi người. À, xe đi lầy rất là gian nan. À, mình cũng xin kết thúc video ở đây, thì chúc tất cả các bạn ngày nghỉ thật là vui vẻ ha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo ha. Nếu có yêu thương thì xin mọi người hãy đăng ký và hãy theo dõi những video tiếp theo của mình ha. Bye bye và hẹn gặp lại.